Hùng Lên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần rất là quen thuộc vào mỗi buổi tối ngày thứ sáu trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có những phần tính như sau phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục các mã cổ phiếu khá là cơ bản bao gồm các mã cổ phiếu của nhóm trụ nhóm ngành cổ phiếu thép nhóm ngành dầu khí. À, sau đó chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của ngành đầu tư công bất động sản à, nhóm cổ phiếu ngành banh và sau đó thì à, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành khác ví dụ như là cảng biển phân đạm dệt may à, họ viettel và có thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành đầu cơ à, nhóm gọi là những cái mã cổ phiếu mà penny ấy nó, nó không à, mọi người hay gọi là những cái mã cổ phiếu này nó không có những cái tính cơ bản chúng ta vẫn đi view những một số các cái mã cổ phiếu mà à, thanh khoản nó khá là tốt À, phần thứ hai, à, tức là phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ view lại toàn bộ kịch bản phân tích à, trong tuần giao dịch cũ, tức là tuần giao dịch à, bản tin video số 210. À, phần thứ hai thì cũng sẽ có một vài à, các cái đánh giá à, một vài các cái đánh giá về xu hướng của thị trường trong tuần mới. À, trong tuần từ ngày à, 12 đến ngày 15 tháng 4 thì chúng ta chỉ có 4 phiên giao dịch thôi. À, vì sao? Bởi vì là chúng ta có một uh, phiên nghỉ uh, ngày lễ, nghỉ bù ngày lễ ngày 10 tháng 3, chính vậy nên là chúng ta chỉ có bốn phiên giao dịch thôi. Thì um, tí nữa thì chúng ta sẽ nói thêm uh, về uh, về về video tuần uh, bản tin tuần uh, ngày mùng 4 đến ngày mùng 8. Thì về cơ bản uh, trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng thị trường của chúng ta đã công những cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Và Uh, um, Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị các anh chị em của chúng ta hạn chế mua đuổi và hạn chế mua ở trong cái tuần giao dịch vừa qua và nếu như danh mục của chúng ta mà <laughs> có những mã cổ phiếu có lãi thì chúng ta cũng nên canh chốt bớt bởi vì thị trường ở những cái vùng kháng cự rất là mạnh cùng với đó thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta không có nhiều không có quá nhiều các cái thông tin tích cực vĩ mô uh, để ủng hộ cho xu thế và thay vào đó là tràn ngập những cái thông tin bắt bớ rồi thông tin thanh tra rồi uh, thông tin uh, Uh, um, siết chặt uh, siết chặt tín dụng uh, cho các cái hoạt động cho vay cho các cái lĩnh vực về bất động sản cũng như về chứng khoán vân thì đấy là những cái thông tin ở uh, nhìn về đường dài thì nó là tích cực tức là nó sẽ làm cho thị trường của chúng ta trong sạch hơn vững mạnh hơn nhưng về ngắn hạn về ngắn hạn thì đấy sẽ là những cái thông tin tiêu cực mà nó sẽ uh, làm cho thị trường của chúng ta chỉnh giảm và chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua là một cái tuần cực kỳ khó khăn và không muốn nói đấy là một tuần đẫm máu của thị trường chứng khoán Việt Nam phải nói là như vậy tất cả những cái vị thế cầm lại cổ phiếu trong tuần vừa qua gần như gần như là chúng ta bị lỗ hết và uh, cái cái tài sản ròng của chúng ta đều bị giảm trong cái tuần vừa qua rất ít các mã cổ phiếu có thể uh, ngược dòng uh, ngược dòng chung xu hướng để có thể đi được trong tuần vừa qua thì đấy là một trong những cái uh, yếu tố một trong những cái đặc điểm chính và cơ bản của tuần giao dịch cũ bản tin video số 210 Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần chính của bản tin. Chúng ta sẽ đi view một số các cái danh mục các mã cổ phiếu khá là cơ bản. Thì uh, <laughs> cổ phiếu Vix thì như các anh chị đã biết rồi, đúng không ạ? Vix bị lỗ và vì sao bị lỗ thì cũng đã có phân tích ở trong một số các bản tin trước đây. Ngắn hạn trong tuần vừa qua thì Vix cũng đã có một cái mô hình test lại, tức là nhìn chung thì Vix có một cái kháng cự đây, Ông có nói là vùng 82. Ờ, uh, trong tuần nó có điểm chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 80 và trong uh, trong phiên thì phiên ngày thứ năm thì đã có một cái điểm nhún tương đối là sâu Uh, tuy nhiên cái điểm nhú này thì cũng về về cơ bản là vẫn đẹp bởi vì nó vẫn giữ được vùng 76 77. Thế ngày hôm nay thì nó có uh, kích hoạt lại cái điểm 82, tuy nhiên điểm này chưa lấy được và khả năng tuần tới thì nó sẽ có thêm những cái vùng uh, tích lũy ở quanh biên 80 đến khoảng biên 81. Uh, Vinhome, <laughs> Vinhome nhìn chung thì đây có một cái vùng kháng cự 78 ở đây, còn ngắn hạn thì chúng ta uh, có vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là quanh vùng 75 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là vùng test kỹ thuật của Vinhome. À, nhìn chung nó có hai phiên test và nó vẫn đóng được ở trên vùng 75+. cộng à, tuần tới thì Vinhome có thể chúng ta sẽ tiếp tục phải quan sát thêm vùng này và sâu hơn thì có thể tính toán là vùng 13.5 đến khoảng vùng 74. Ở VRE trong tuần vừa qua, trong tuần vừa qua thì VRE đã có một cái điểm test kỹ thuật ở đây nhưng điểm test này thất bại, đó là vùng 33.5. Thì khi mà cái vùng test kỹ thuật này bị thất bại thì thông thường nó sẽ quay lại vùng hỗ trợ sâu hơn. Đó và vùng mua sâu hơn của VRE trong tuần tới đó là vùng 31.5 đến khoảng vùng 32, thậm chí là trong tuần mới thì chúng ta có thể sẽ phải tính toán thêm những cái phiên kiểu như này. Tức là mặc dù là là đóng cửa phiên thì nó vẫn ở trên cao nhưng trong phiên nó sẽ có những cái phiên nhúi như này. Vậy thì các cái tài khoản cầm, cầm 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 VRE thì chúng ta có thể đặt ở những cái vùng sâu để chúng ta tận dụng những cái phiên như này và sau đó thì chúng ta có thể bán T0 luôn. Đó, chúng ta bán T0 luôn. <laughs> Giai đoạn này thì tận dụng T0 T1 các anh chị đó đây ví dụ như vậy à, mua được ở đây và hồi lên phát là thôi là coi như té thôi thì cổ phiếu vinamilk trong tuần vừa qua nó uh, đã test lại ở vùng 80 tuy nhiên điểm test kỹ thuật này bị thất bại các anh chị nhé thì uh, cái xu hướng vận động của cổ phiếu như vậy thôi khi mà vùng test kỹ thuật mà ở vùng cao mà nó bị bị thủng á thì nó sẽ xuống cái vùng kỹ thuật sâu hơn thấp hơn thì trong tuần tới thì với cái lực đẩy như thế này thì khả quan là 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 vùng bảy sáu rồi khả năng là về đến vùng 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 sâu sâu thế này thì mới tích lũy trở lại được. em à, VDC ngành hàng không thì à, nhìn ở đây nhìn trên chart kỹ thuật của VDC thì trong uh, tuần uh, trong các tuần gần đây thì chúng ta có đề cập đến cái vùng 148 là vùng kháng cự các anh chị nhé và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ở quanh vùng 140 141.5. Trong tuần thì có 3 phiên nó đậu được ở trên vùng này nhưng đến phiên ngày thứ tư, ngày thứ năm thì nó thất bại. Với tín hiệu kết tuần như thế này, đây nó có hồi nhưng lực hồi này thì theo quan điểm với thuật cùng là không đủ mạnh. Chính vậy nên là tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm ở quanh biên 135. HVN thì lỗ triền miên rồi. <laughs> Đúng không anh chị? Lỗ mà COVID này. Rồi kể cả trước đây nó chưa bị COVID thì 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 HVN cũng đã bị lỗ rồi. Đó, mà nếu mà tư nhân thì con này phá sản rồi, đây là của nhà nước thôi, chứ còn tư nhân thì phá sản rồi. À, rồi à, đối với HVN trong tuần vừa qua thì nó cũng đã tích lũy khá là tốt ở biên 24.7 nhưng đến phiên kết tuần đây là một cái phiên mà nó phá vỡ hết ở tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật của HVN à, nó bị gãy vùng 24.5 với lực đạp rất là mạnh như này thì chắc chắn là cái 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 xác suất cao là HVN sẽ đi về vùng 23 đến khoảng vùng 23.5. Ở uh, Kiên Giang cũng khá là xấu trong phiên kết tuần Mặc dù uh, trong tuần thì nó đã uh, cố gắng giữ được ở biên 21.5 Nhưng phiên kết tuần nó đã bị đạp khá là mạnh Đã một lực đạp rất mạnh các anh chị nhé Đó nó phá vỡ hết tất cả mọi cái yếu tố kỹ thuật của nó tích lũy Ở trong cái thời điểm hiện tại Chính vậy nên là sang tuần mới thì uh, chúng ta sẽ kỳ vọng Ở mốc 19.5 đến khoảng vùng 20 Tức là lại test lại cái đáy này trong trường hợp thủng 19 5 thì phải tính toán đến vùng 18 và thậm chí sâu hơn có thể sẽ là vùng 16 tức là cái câu chuyện là chúng ta sẽ không thể uh, biết được đâu là đáy cổ phiếu của anh chị nhé chúng ta chỉ bắt đầu dò tìm lại ví dụ như ở đây đó tại cái thời điểm mà chúng ta dò tìm lại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì chúng ta xem thử uh, cổ phiếu tích lũy nền như thế nào và sau đó thì nó sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật ở sau đó thì ở uh, cái phiên phát đi tín hiệu kỹ thuật đó là cái phiên mà chúng ta có thể canh gom mạnh mẽ hơn còn những cái điểm mà chúng ta dự kiến Ờ, chuyển chỉnh về đây thì đấy sẽ là những cái điểm mà có thể gom nhẹ nhàng đó. TCT cập cho bàn à ờ, nhìn chung thì thị trường trong tuần vừa qua ờ, khá là vất vả nhưng mà em này thì em vẫn giao dịch khá là bình thường ở quanh vùng 46. Ờ, nhìn về mặt kỹ thuật ý đồ thì khả năng sẽ đánh được lên khoảng vùng 50 đến 52 của nhịp này. Ờ, thêm một mã cổ phiếu nữa là VTD liên quan đến ngành du lịch và đúng rồi, du lịch và đối với VTD thì chúng ta có hai cái vùng tức là cái vùng kháng cự đây là đã phân tích vùng 27 và dự chỉnh cung có hai vùng. Vùng 1 đó là biên 23.5 đến biên 24 thì khoảng 2 tuần gần đây thì cái biên này nó tích lũy tương đối là ok ổn. Phiên kết tuần thì cũng tạm ổn, lực cầu bắt đầu bật quay trở lại như này là khá là tốt rồi. Thì với việc lực cầu như này thì có thể kỳ vọng VTD tuần tới nó sẽ hồi phục lại ở vùng 27 26 đến khoảng vùng 27 Uh, uh, trụ man san MSN <laughs> đối với trụ man san thì uh, chúng ta cũng đã có phân tích một cái điểm chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 142.5 và từ điểm này thì chúng ta dự kiến dự phóng cái target lên khoảng quanh vùng 160 nhưng mà nó gặp cản ở đây nó gặp gặp cản ở đây là vùng bao nhiêu đấy uh, vùng 155 <laughs> các anh chị có thể nhìn thấy đây ba cây nến nó không xuyên thủng được vùng 155 và bắt đầu nó suy yếu dần thì với cái lực đạp của hai cây nến kết tuần như thế này thì xác suất là tuần tới nó sẽ quay về quanh 145. Thậm chí sâu hơn có thể sẽ quay lại vùng 142.5 đối với Man -San. Một số các mã cổ phiếu trụ và nó liên quan đến nhóm anh bảo hiểm thì đối với BVH ở đây. Các anh chị. chúng ta đã có được target tuần tuần này thì gần như là gần tuyệt đối. chúng ta có phân tích một cái ngưỡng kháng cự ở đây là 66.5 và nó đạt được 66.4 trên 66.5 như vậy là cũng cũng gần tuyệt đối các anh chị như vậy là gần tuyệt đối nữa. nói chung là không 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 thể là 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 đúng zin zin được đâu đó thì như vậy là sau khi mà đạt được target này thì nó có hai cái nến suy yếu và với việc suy yếu này thì chúng ta sẽ uh, quan sát ở vùng 62.5 đến khoảng vùng 63 trong tuần tới để chúng ta có thêm đánh đánh giá thêm trong trường hợp mà nó giữ được thì ok tức là cái khả năng để đánh lại 66.5 còn nhưng mà trường hợp mà bị thủng À, cái biên hỗ trợ này thì đấy là một tín hiệu tương đối là xấu. Cổ phiếu BMI <laughs> à, đối với BMI nhìn uh, trong cái thời gian vừa qua thì nó đánh tương đối đẹp nhưng hai cái đến cái tuần này thì BMI lại có sự suy yếu. Đó, nhìn về dòng tiền nó bắt đầu có cái sự suy yếu nhất định rồi. Uh, phiên ngày hôm nay BMI bị phá vỡ ở vùng 41.4 thì chúng ta sẽ cần thêm phiên giao dịch của ngày thứ ba tuần tới để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng nó có giữ được ở vùng này không trong trường hợp mà nó bật lại được xanh ở trong cái nền này thì như vậy là tạm ok nhưng mà nó bị thủng với vùng này thì như vậy là tạm thời cũng phải chốt rồi bởi vì sao bởi vì là thị trường trong thời điểm hiện tại nó rất là yếu yếu và thiếu anh chị rất yếu đó và nó hồi được từ vùng 34 và lên tận 44 tức là nó tăng được 10.000 trên 10.000 đồng trên một cổ phiếu như vậy là cũng là tương đối đối với MIG thì chúng ta có một cái vùng kháng cự ở đây, 28 đến vùng 29 và nó đã có hai cây nến công vùng kháng cự ở đây này. Đó thì về cơ bản là có 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 hàng thì cái vùng 28 cộng thì chúng ta chốt bớt, đó, chúng ta chốt bớt đi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy đây, đấy MIG bên này cũng đã có một cái lực tăng khá là tốt nhưng về cái vùng kháng cự này thì nó đã bị đạp à, tương đối là mạnh đây. Đó. vòng cũng không loại trừ cái khả năng đúng không? Và chúng ta cũng không thể không loại trừ cái khả năng là về đến bên này cũng như vậy nó đi lình xình ở một cái vùng vùng ở đây. Nó nó lình xình ở đây và không 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 vừa thoát được thì nó có thể nó quay lại đạp như vậy thì chúng ta cũng nên chốt và để chúng ta chờ chúng ta gom lại ở hàng ở một cái cái cơ hội đằng sau thì nó sẽ tốt hơn. ở PNG trong tuần thì cũng đã đạt được một cái target cũng gần như là tuyệt đối các anh chị, 120.5. Đó, hai phay hai cái nến PNG đã đạt được đến cái vùng này và sau đó PNG test test thì cái điểm test cung kỹ thuật uh, trong tuần uh, nó đã uh, test uh, về về mặt nếu mà khỏe là nó sẽ test lại ở trên vùng 116 nhưng mà <laughs> ở cái điểm cho phép của PNG có thể test về quanh vùng 114 thì nhìn trên cái ý đồ kỹ thuật của PNG thì uh, chúng ta sẽ à quan sát thêm những cái xu hướng kỹ thuật của tuần tới. Cái việc mà PNG từ vùng 120.5 mà trả cung xuống vùng 116 đây là một cái hoạt động rất là bình thường. Khi cổ phiếu công kháng cự đây, các anh chị thì nó nó những cái nhịp mà nó test lại những cái đáy ở ngắn hạn nó là cái việc rất là bình thường. Đó. À, và chúng ta phải lưu ý rằng là khi mà cổ phiếu gặp cái kháng cự những cái vùng kháng cự mạnh. Đó, đây là những vùng kháng cự mạnh thì chúng ta hạn chế mua. Đó và chúng ta sẽ ke những cái điểm test kỹ thuật. Nó trong tuần nó sẽ test lại khả quan là 114. Ờ, trong trường hợp xấu thì nó sẽ test lại đây luôn, nó, tức là nó sẽ test lại vùng 110 112, khả năng sẽ có hai điểm test kỹ thuật này. Đó thì chúng ta sẽ chú ý thêm. Ờ, bởi vì hiện tại thị trường cũng đang đang rất là yếu và thiếu vắng những cái hỗ trợ mạnh nên là uh, cũng khá là khó. Rồi, MVKG uh, trong tuần thì nó cũng gần như đã đạt target tuyệt đối 160 đến 160, như vậy là rất là tuyệt vời. Và uh, nó đang có những cái cây nến uh, gọi là sắp xóc lại đội hình sóc lại cái 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 vùng kháng cự và cây nền kết tuần như này thì tương đối xấu và bản thân thì Hùng đã cũng đã có những cái cảnh báo cảnh báo cho các anh chị em mà đang cầm cổ phiếu G ví dụ như vậy thì trong phiên ngày hôm qua nó Hùng <laughs> đã phân tích một số các cái ngưỡng này ví dụ PNG này đã đạt được cái vùng kháng cự mạnh này thì có thể chỉnh dự cung chỉnh này đó, sau đó thì MBFK cũng đã đạt này và cái khả năng bắt đầu rung lắc chỉnh cung của của vùng kháng cự này là rất cao và các tài khoản cầm thì chúng ta có thể chốt bớt uh, cổ phiếu chỉnh cung lại vùng quanh 152 đến khoảng 153 ổn định thì khi đó thì chúng ta sẽ uh, canh gom lại cái phần đã mua. Đó thì Hùng đã có đề cập đến vùng 152 153 nhưng đến ngày hôm nay thì vùng này cũng đã bị đã bị thủng. Chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ xấu đi rất nhiều ngắn hạn tuần tới thì khả năng sẽ quanh 100 trả cung về quanh 145 phân tích luôn một số các cái mã cổ phiếu của ngành bán lẻ luôn các anh chị pet thì trong tuần pet cũng đã đạt được đến cái vùng target mục tiêu đó là vùng 60 68 đến 68 và vùng 75 này thì phải chờ bởi vì là chúng ta khi mà đạt được 68 thì nó phải có những cái còn những cái điểm trả cung kỹ thuật để chúng ta đánh giá lên khả năng lên 75 thì với cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của pet như này hiện tại là nó cũng đang sóc đĩa ở đây rồi đó, nó đang sóc lên sóc xuống cũng khá là sóc vậy vùng 60 đến khoảng vùng 62 thì với cây nến như này thì tuần tới chúng ta lại cần thêm cái dữ liệu để chúng ta đánh giá thêm xem là có sẽ có một cây nến xanh lấp lại ở vùng 62 cộng hay là bị thủng vùng 60 đó nếu một cây nến đỏ thỏng xuống như này thì cái xác suất mà à, em này em mới quay về vùng 55 là rất là cao à uh, thì chúng ta có nói đến đây cái vùng kháng cự 145 đến khoảng 150, đây là vùng kháng cự rất là mạnh và hai tuần vừa qua thì Digiword đã bắt đầu có những cái hiện tượng gọi là uh, chốt hàng ở đây đúng không? Những cái phiên kéo xả ở đây. Uh, phiên ngày hôm nay Digiword có sự phục hồi, tuy nhiên sự phục hồi này thì theo quan điểm của tôi cùng Lê thì nó không đủ mạnh. Nó không đủ mạnh, chính vì vậy nên là ở cái giai đoạn tới thì khả năng cao Digiword sẽ có ở tích lũy ở quanh vùng 123. Phân tích luôn mã cổ phiếu FPT cũng đang giành được cái sự quan tâm rất lớn của anh chị em nhà đầu tư. <laughs> thì trong các nhịp trước đây thì cũng có phân tích là FPT có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 85. nôm na là nếu như chúng ta cầm mà không bị thủng vùng 85 thì như thế là chúng ta cứ cầm. Và sau đó thì FPT đã đánh thủng vùng 100 và trong tuần vừa qua thì nó cũng đang đi lên uh, tương đối là mạnh mẽ ở đây. Và nó cũng đang có những cái phiên sóc đĩa, uh, sóc lên sóc xuống, uh, long sọc sọc ở đây thì uh, sóc thì kệ thôi bởi vì khi mà cổ phiếu mà nó break lên đó, thì nó bao giờ nó cũng vậy nó sẽ có những cái phiên như này để kéo xả những ông nó 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 rũ hết những cái cái lượng hàng nhà đầu tư mà đua ở vùng cao mà về đây là là, là bị rũ hết thậm chí là nó có thể xả xuống đây thì tuần tới một trăm tám năm biên ngày hôm nay thì FPT nó đóng đúng cái vùng hỗ trợ dưới đó tức là đóng giữa cái phân tranh giữa cái câu chuyện là xấu và tốt nó nằm đúng cái ranh giới này đó Thế thì xấu sẽ như thế nào gọi là xấu Tuần tới mà thủng 185 xấu luôn Tức là nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn Đó là vùng 105 Còn trong trường hợp nếu nó bật lại được ở vùng 110 Thì như vậy thì cái cơ hội để uh, kéo lên vùng 100 À FPT có thể lên vùng 120 là cao đó thì phân tích kỹ thuật nó chỉ có như vậy thôi chúng ta sẽ căn cứ các tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên để chúng ta định lượng thêm cái dòng tiền cũng như cái xu hướng của cổ phiếu Uh, rồi uh, cơ điện lạnh ri thì kể cả cổ phiếu ri thì ngày hôm qua cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ đó uh, để cho những anh chị em nào mà chúng ta đang cầm để chúng ta nắm được cái xu hướng nó ví dụ như thế 85 trên 85 cũng là một cái vùng kháng cự rất là mạnh rồi và cái việc là ri có thể chỉnh cung về quanh vùng 81 82 để tích lũy ổn định quay trở lại đó ví dụ như vậy gì à, uh, thì uh, 81 82 thì trong phiên ngày hôm nay 81 82 đây đó phiên uh, ngày hôm qua thì đạp phát xuống mươi 81 luôn phiên ngày hôm nay thì có thủng 81 nhưng mà lại kéo lên ở được 81.8 à, với tín hiệu kỹ thuật kéo này của gì thì nó cũng chưa thực sự là tích cực đâu à, tuần tới thì sẽ quan sát thêm ở quanh biên 81.82 à, khả năng thì theo quan điểm kỹ thuật cùng thì nó sẽ chỉnh cung lại về quanh vùng 78 tích lũy ở đây rồi mới kéo lại ở nhịp bên này thì nó sẽ hợp lý về mặt ý đồ hơn ý đồ về thế trận Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành cũng rất là quan trọng và cũng được dành cái sự quan tâm khá là lớn của nhà đầu tư đó là những nhóm ngành thép. Thì đối với thép trong thời gian vừa qua, đối với Hòa Phát thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 45.5 đến vùng 46. Cái cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Và từ vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì Hòa Phát cũng đã có những cái nhịp long lên. Đây và đây một nhịp long ngắn này. Sau đó chỉnh cung trở lại và quay lại đây cũng một nhịp long và nó đang có hai phiên để trả lại cung. Thì đối với Hòa phát trong tuần mới Khả năng thì sẽ đi lại về vùng 45, 46 <laughs> Tức là <laughs> nó lại um, trả nền về đây Và từ đây thì tích lũy trở lại ta sẽ đánh giá thêm Cổ phiếu HSG thì ngày hôm nay xấu hẳn rồi uh, Một phiên chốt như này là xấu hẳn luôn thì đối với cổ phiếu Hoa Sen thì trong các cái nhịp phân tích thì cũng có phân tích cho các anh chị ở đây là vùng 35 và có vẽ sẵn một cây nến ở đây trong bản tin tuần thì cũng có nói rồi trong trường hợp nếu như mà Hoa Sen bị một cây nến đỏ đặc thẳng dài mà đạp thủng vùng 35 ở đây thì nó sẽ rất là xấu và cây nến kết tuần thì vô hình dung là nó 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 mô phỏng cho cái cây nến mà hùng đã có phân tích ở trong tuần trước ở đây nó nó không bật lên được đó, nó không bật thoát lên được cái vùng 36.7 cộng ở đây mà Uh, nó bị đạp gãy vùng 35 với một cây nến như thế này thì nó 13 triệu Hôm nay bị chốt 13 triệu tương đối xấu <laughs> Tuần tới thì nó sẽ có uh, Chắc chắn thôi khả năng là không phải là, là khả năng nữa đâu tức là vùng 32 32.5 Còn cái việc mà nó không trụ lại được ở vùng 32 32.5 này Thì nó sẽ đi về vùng 30 tức là xu hướng tiếp tục chỉ giảm tiếp uh, Cổ phiếu Nam Kim NKG <laughs> Nhìn chung thì Nam Kim chưa bị gãy nền tuy nhiên À, chúng ta chúng ta thấy rằng những cái lực phục hồi của nam kim ở đây nó không đủ mạnh có hồi à, có hồi lên vùng 48 nhưng nó không đủ mạnh và hai cái nến à, kết tuần như này thì nó lại đang thể hiện một cái xu hướng suy yếu dần và như vậy thì trong tuần tới nam kim cũng sẽ à, chúng ta cần thêm một cái dữ liệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá xem xem là nó có đậu lại được ở vùng 44 cộng không hay là nó bị gãy vùng 44 cộng gãy vùng 44 thì chắc chắn sẽ về vùng 40 đó là xu hướng của Nam Kim Ờ, HMC ô oh, HMC lại khỏe nhỉ HMC sau khi mà hoàn thành target vùng 32 trên 32 nó lại kéo như thế này ừ, Mà hôm nay Hùng không xem Tức là nó đi ngược với xu hướng của nhóm thép này Con này nó như vậy nó đi đánh khá là 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 dốc Đẹp ấy nó lại còn còn tạo gáp nữa Thị trường yếu nó lại còn tạo gáp Tuần tới khả năng sẽ có ở vùng 35 Như vậy là đẹp đó khi nó đạt ở vùng 32 thì Hùng nghĩ là khả quan nó sẽ chốt sẽ chốt và nó sẽ đưa đưa được cái cái về khoảng vùng 30 30 ở đây mới kéo tiếp này nhưng mà như thế này là Hồng Minh Châu khá là khỏe à, cổ phiếu TVN, TVN ngày hôm nay cũng hỏng rồi à, bị phá nền rồi nó bị <laughs> phá nền 15.7 là xấu và như vậy thì TVN sẽ hướng về lại uh, quanh hỗ trợ kỹ thuật 14.7 cổ phiếu TLH ngày hôm nay cũng bị phá nền, nó cũng bị phá nền 19.4 chính vì vậy uh, uh, xu hướng kỹ thuật của TVN nó sẽ kéo lại ở quanh vùng 18. Nói chung con TVN này thì cũng uh, cũng khá là kinh khủng. Một nhịp uh, một nhịp sóng của TVN có thể gọi là nhịp sóng thần. Khi đó thì uh, chúng ta đang phân tích uh, con T uh, TLH khi đó đâu đó chỉ có khoảng vùng 4 thôi và nó đánh lên một phát lên đến tận vùng 22 có thể gọi là một con sóng thần của 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 TLH trong cái thời gian vừa qua và sau một cơn sóng thần này thì khả năng là nó cũng sẽ chỉnh cung nó về một cái mặt bằng phù hợp và sau đó chúng ta sẽ tìm cái điểm vào của của những cái cơn sóng thần như thế này nó phải rất là lâu rất là lâu nữa thì chúng ta mới có thể quay lại được những cái con sóng như vậy <laughs> rồi nhóm cổ phiếu ngành P thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến xu hướng của giá dầu thì như các anh chị em cũng có biết đó là tổng thống Biden đã Uh, bơm 180 triệu thùng dầu ra để uh, coi như là cứu giá dầu để tránh cái trường hợp giá dầu uh, tiếp tục tăng uh, tuy nhiên khả năng thì cái cái việc này nó chỉ là việc tình thế thôi còn về lâu về dài thì khả năng nó không 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 đủ để cân lại cái nguồn cung năng lượng ở trên trên toàn cầu và cái nguồn cung thì nó vẫn phụ thuộc vào anh nga rất là nhiều Đó. chính vì vậy nên là một số các cái nước ví dụ như là đức bây giờ vẫn tiếp tục mua khí đốt của nga hoặc là uh, các nước áo Hungary một số các cái nước khác hoặc là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc đó họ vẫn tiếp tục uh, uh, mua khí đốt của Nga đó thì cái câu chuyện là uh, nó rất là, là là nhiều cái câu chuyện lình trình ở quanh cái cuộc chiến giữa giữa, giữa cuộc của cuộc, 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 gọi là cuộc uh, uh, chiến tranh đó và chúng ta cũng đang nhìn về xu hướng giá dầu thì sau khi cái động thái đó thì ở uh, VKT có chỉnh và hiện tại thì nó cũng đang có một cái xu hướng tích lũy quanh vùng 94.5 khả quan thì vùng 94.5 mà trong trường hợp mà bị đạp hơn á, thì khả năng giá dầu nó cũng chỉ về loanh quanh trong vùng 88.5 đến vùng 90 thôi khả năng nó cũng không 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 giảm sâu được đâu nó thì nó cũng song trùng với một cái nhịp đó là gì đó là nhóm P cũng sẽ tích lũy chỉnh cung trở lại và nó cần phải tích lũy thêm uh, trong những cái tuần giao dịch tiếp theo đối với các chúng ta có phân tích một cái vùng kháng cự đây vùng 115 Vùng hỗ trợ kết của gas đó là vùng 103 đến khoảng vùng 105. Thì trong tuần thì gas đã có 3 phiên giao dịch đầu tuần tương đối tích cực khi mà công về cái vùng kháng cự này. Tuy nhiên phiên kết tuần thì đã bị đạp tương đối là mạnh. Phiên ngày hôm nay thì đạp rất nhiều các mã cổ phiếu bị đạp trong phiên kết tuần Uh, một phần là có thể là nhà đầu tư đã quá mệt mỏi với cái tuần giao dịch vừa qua trong một tuần và nó cứ dã cho như vậy thì uh, với những anh chị em mà không vững tinh thần hoặc là uh, chúng ta không có một cái 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 cách quản trị về tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu thì chắc chắn là đến đoạn này là mệt mỏi uh, về rất mệt mỏi và uh, cái trạng thái mệt mỏi là cứ duy trì ở trong con người của chúng ta thì đến một cái lúc nào đó chúng ta không chịu được nữa thì chúng ta bắt buộc chúng ta bán ra và cảm nhận rằng là cái phiên kết tuần Ngày hôm nay là một cái phiên mà gần như nhà đầu tư đã cảm thấy uh, bất lực và cảm thấy tuyệt vọng ấy, tức là hết 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 niềm tin vào thị trường kiểu kiểu như vậy. Đó. <laughs> uh, đối với mã cổ phiếu PLX, uh, chúng ta có đánh giá ở đây vùng 54 đến khoảng vùng 55, trong tuần vừa qua thì biên 55.5 biên 56 tích lũy tương đối là tốt. Uh, ngắn hạn thì chúng ta uh, sẽ kỳ vọng PLX sẽ đánh về lại quanh vùng uh, quay vùng 58 cổ phiếu PVT trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì khá là tốt nhưng phiên ngày hôm nay như vậy là xấu rồi à, như vậy sau một cái phiên mà nó đạp thủng à, tất nhiên cái điểm thủng nền này chưa chưa phải là thủng quá xa chính vậy nên là trong tuần tới thì cũng sẽ à, phân tích thêm ở vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 để chúng ta đánh giá xem cái khả năng à, PVT có ngồi lại được trên vùng 24 cộng không còn trong trường hợp mà có một cây nến đỏ đặc thẳng dài ở đây thì như vậy là PVT sẽ à, đi về vùng 22.5 cổ phiếu PXS trong tuần vừa qua thì có nói đến vùng 12.3 và khi mà cái việc mà cổ phiếu này bị mất vùng 12.3 thì chắc chắn là cái xu hướng uh, kỹ thuật nó sẽ đi test lại vùng cung thấp hơn ở đây, đó chính là vùng 11. một uh, nhìn về cái nến kết tuần như thế này thì khả quan khả năng là tuần tới thì cái cái xu hướng mà về lại vùng 11 đến vùng 11.3 là rất là cao. Uh, cổ phiếu cổ phiếu PPS Uh, trong hai tuần gần đây thì nó cũng đã có những cái lực phục hồi nhất định và chúng ta có phân tích một cái vùng 33.5 vùng 34 ở uh, trong tuần cũ thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là chúng ta cần phải uh, có một cái nến để chúng ta xác minh xem là cổ phiếu này nó sẽ ngồi được ở trên vùng 33.5 cộng hay là ngồi dưới thì trở treo thay là tuần này nó lại đóng đúng cái biên dưới tức là đóng đúng cái biên mà chúng ta phân tích ở đây Đó, uh, chính vậy nên là Hùng lại cần phải thêm dữ liệu của tuần giao dịch mới rồi các anh chị đó. À, tuần giá thì mới nếu như em này vẫn ngồi được ở trên này thì tạm ổn nhưng mà thủng á, à, thủng thì là xấu tức là khi thủng thì nó sẽ đi về vùng 31 thậm chí là có thể đi về nền đây đó là nền 28.5, nền 29 à, cổ phiếu PVD ở đây à, thì xấu thực sự rồi bởi vì sao? bởi vì PVD chúng ta trong tuần trước à, Lòng đã có phân tích một cái nền 34 đến nền 34.5 và bản thân cây nến kết tuần trước thì nó đã bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng này tuần này thì nó có lấy lại được nhưng mà đến hai phiên kết tuần thì như thế này là xấu xấu hẳn luôn Xấu hẳn luôn. Tuần tới thì sẽ quanh 30. 30 mà bị thủng tiếp thì nó sẽ đi về đây vùng 27. Đó, các anh chị chú ý. Xấu hẳn luôn, cây nến này là cây nến xấu hẳn. Trừ trường hợp tuần mới mà con này công lại được vùng 32 cộng thì còn tạm gọi là vớt vát chứ còn nếu mà không công lại được 32 cộng thì là xấu hẳn luôn. oi 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 huyền oi thế là oi rồi, ói rồi, ói rồi, nó nói hết rồi. À, đối với oi thì uh, chúng ta cũng đã có nói đến vùng 18 đến vùng 18.3, đây là một cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng, uh, khá là then chốt và trong tuần giao dịch cũ thì nó đã mất. À, chính vậy nên là cũng có phân tích lại đây vùng 16.8 và vùng 16.8 thì bây giờ à con này nó cũng đóng đúng cái biên đó, đóng đúng cái biên Hùng phân tích ở đây 16.8. Thì uh, <laughs> nó cũng sẽ cần thêm dữ liệu tuần tới nhưng khả năng cao là Xu hướng chỉnh giảm các anh chị Không bật được đâu Nhìn thế này thì khó lắm 16 đến 16.2 đó là vùng mà oi uh, sẽ quay trở lại ở đây đường mát đang cắm đầu đi xuống như này Dòng tiền thì không có nữa tức là Mệt mỏi hết rồi <laughs> Không còn động lực nữa uh, BSR đây BSR trong tuần có hồi các anh chị và điểm hồi kỹ thuật thì suy soát chạm vùng kháng cự 27.4 phiên kết tuần thì nó lại lấp lại hết cái nỗ lực của phiên ngày hôm qua về ngắn hạn thì BSR chưa chưa hẳn chưa chưa chưa, chưa xấu vì sao vì nó vẫn còn giữ được ở đây đó là biên 25.5 và thậm chí sâu hơn chúng ta có còn biên ở đây là biên bao nhiêu biên 25 nó vẫn còn giữ được đó thì tạm thời như vậy là BSR tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm những cái hỗ trợ này à, POVK ở thời điểm hiện tại cũng đang có một cái miếng đánh tương đối là hay <laughs> nó đang bị nhốt dần lại đây và uh, trong tuần thì nó trong uh, phiên giao dịch của ngày thứ năm nó khá là tốt nó khá là tốt tuy nhiên uh, tại thời điểm đó thì đã có đề cập đến là cái câu chuyện là chúng ta đừng có vội kiểu gì nó cũng sẽ có những cái vùng trả cung kỹ thuật quanh 16.2 16.5 đó và bây giờ đây nó trả đúng 16.2 luôn phiên ngày hôm nay nó đã đánh đúng uh, 16.2 luôn 16.3 đấy yên tâm là sẽ có lại những cái vùng như vậy <laughs> thì với cái 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 việc là thị trường chung bây giờ cái khó nhất đó là thị trường chung thời điểm hiện tại đang khá là khó khăn nên là khả năng là tuần tới nó sẽ nhốt lại quanh vùng 16 thậm chí là có thể xuống ở đây vùng 15 năm tức là cái cách đi của nó ở trong một cái biên dao động tắt dần ở đây và cái biên 15.4 sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng để giúp cho Hùng đánh giá tiếp cái xu hướng của POVK <laughs> Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành đầu tư công xây lắp xem là nó nó như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta đến đến nhóm ngành này thì cũng có một vài ý để chia sẻ đấy là trong cái thời điểm hiện tại thì sau khi mà họ FLC bị bắt rồi anh quyết bị bắt thì tiếp theo đó là đến công ty Tân Hoàng Minh, một doanh nghiệp trong lĩnh vực về bất động sản. Và tiếp theo thì sẽ có tiếp 12 doanh nghiệp À, sẽ bị thanh kiểm tra trong lĩnh vực uh, hoạt động xây lắp bất động sản trong đó có một số các tên tuổi khá là đình đám à vincom vĩ đó rồi uh, sunshine à đó. Sunhouse hay là cái tập đoàn Sunhouse tức là hùng không nhớ trong đấy có 12 hai có đọc cái, cái đấy có có đọc một cái bài báo đó à, tiếp theo thì nó sẽ tiếp tục uh, gửi đến văn bản đến một số các cái ngân hàng đó để tiếp tục điều tra về cái 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 những cái thương vụ đầu tư của của cổ phiếu họ flc đó thì chính vì như vậy là trên thị trường nó quá có quá nhiều những cái thông tin bất lợi và không có một cái thông tin nào được gọi là tích cực cả các anh chị nó không không hề có luôn trong cái Hùng lê cảm cảm giác như là cái năm này không biết là năm gì năm hai năm này năm 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 hổ à sao hổ mà kinh khủng thế nhỉ đấy từ đầu năm đến giờ chỉ thấy gầm rú thôi chứ chưa thấy có một cái cái tín hiệu nào nó tích cực mà nó nó ấy toàn bắt bớ rồi toàn lạm phát rồi toàn thanh kiểm tra à, tất nhiên nhìn về đường dài thì ai cũng hiểu ở ờ, làm như thế thì về lâu về dài thị trường nó tốt à, tuy nhiên là tâm lý nhà đầu tư các anh chị thấy đấy cùng lê chưa thấy tốt cái gì cả nhưng trong tuần vừa qua là nhà đầu tư coi như là thua thiệt hết nó chúng ta cầm lại vì thế là coi như quang tèo hết nó chưa biết tốt ở đâu nhưng ngắn hạn là quang tèo hết cái đã ấy à, vậy thì rất mong là các bác mà xử lý thì xử lý cho nó sớm đi đó thằng nào mà vi phạm thì làm nốt nhịp này rồi là chỗ nào cần thanh tra kiểm tra chỗ nào cần làm làm sáng tỏ thì cũng mong là 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 cơ quan chức năng làm cho nó hết đi cho nó sạch sẽ đi để làm sao để sau đó là bà con chúng em anh em chúng em để còn yên tâm để còn đầu tư chứ cứ như thế này em nói với các bác là tình hình này thì vẫn còn khó khăn lắm <laughs> dòng tiền nó không có động lực thứ hai nữa là thị trường nó không có các cái bộ trụ uh, các cái bộ mà nó giữ nhịp cho thị trường thì chúng ta rất khó đánh nó gần như là chúng ta vào là chúng ta chỉ chết thôi và trong cái thời gian vừa qua thì các anh chị cũng thấy rồi à uh, tất cả một số các bản tin những cái chia sẻ của ông lê thì ông lê đã uh, đặt cái vấn đề thận trọng lên hàng đầu đặt cái vấn đề an toàn lên hàng đầu trong thời điểm hiện tại đó là các anh chị phải quản lý được cái tỷ lệ tiền mặt trên tỷ lệ cổ phiếu rồi quản lý được tỷ lệ margin, rồi quản lý được cái tỷ lệ rủi ro và tốt nhất những cái thời điểm này chúng ta đừng có cố đấm ăn xôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta càng lấn sâu, càng mua sâu thì chúng ta càng bị dính. Đó, tốt nhất là có tiền mặt, hãy cứ để nguyên tiền mặt đấy. Có cổ phiếu ok, chấp nhận cầm lại và chúng ta chờ đến lúc thị trường ổn định rồi thì khi đó chúng ta mới à vào lại để chúng ta chém cá ở trên thớt chứ còn bây giờ mà cứ cuốn theo những cái vòng xoáy này nó khó và càng cuốn là chúng ta càng càng thua luôn thua thị trường luôn <laughs> thì đối với cổ phiếu FCN đầu tư công đúng không trong tuần vừa qua thì FCN cũng đã đạt được cái target 30 trên 30 ngắn hạn thì FCN sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 đây chờ thêm phiên ngày hôm nay thì cũng khá là tốt rồi nhưng mà kết phiên thị trường nó xấu xấu trời như vậy thì không có con nào mà có thể ngóc đầu lên được VCG cũng như vậy VCG trong tuần vừa qua nó cũng đã 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 công lên được đến vùng 43.5 đến khoảng vùng 4 à 45.3 đến khoảng vùng 46 đây đây là cái vùng kháng cự một lần hai lần ba lần bốn lần lần thứ tư rồi công không thành thị trường xấu quá và nó lại quay lại ở đây điểm hỗ trợ cung lại 42.5 so hơn thì vùng 42 tích lũy trở lại ở đây thôi không còn cách nào cả em uh, MLCG trong tuần thì cũng đã có những cái nước đánh tương đối là tốt Tuy nhiên xu hướng thị trường thì cũng xin thua, xin ạ à các cụ thôi uh, Lên được vùng 23, 24 thì uh, nó quay trở lại, chỉnh cung lại đây uh, Ngắn hạn trong tuần mới thì đành phải quay lại ở vùng 20.2 đến khoảng vùng 20.7 Rồi chúng ta sẽ uh, quan sát thêm các anh chị Uh, MC4G ở trong cả một tuần đánh rất là đẹp và thậm chí là nó còn có những cái thời điểm mà tuần trước nó cũng đã có những cái thời điểm break lại vùng 26 cộng. Tuy nhiên là phiên kết tuần, phiên ngày thứ năm với phiên ngày thứ sáu thì xấu quá trời luôn. VCG tuần tới vùng 23.8 đến khoảng vùng 24 năm nhưng mà khả năng vùng 238 này khả năng khó giữ, xu hướng khó giữ và nó sẽ quay trở lại ở quanh khoảng vùng 22 tích lũy trở lại 22 đến khoảng vùng 2.5 Uh, cổ phiếu SCR uh, trong tuần thì nó cũng đã có những điểm tích lũy khá là đẹp ở quanh vùng 20.5. Tuy nhiên là hai phiên kết tuần thì không có thằng nào chống được cả. <laughs> Đi viện tất. <laughs> uh, nhìn lực đánh như thế này thì tuần tới uh, vùng 19.5 này cũng khả năng là khó giữ, khả năng khó giữ ở vùng 19.5 và nó sẽ quay lại ở khoảng quanh vùng 18, thậm chí sâu hơn có thể vùng 17 đây. Tích lũy trở lại ở vùng này rồi khi đó thì mới 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 kỳ vọng, mới kỳ vọng thôi các anh chị nhé Đấy là kỳ vọng thôi. Chứ còn nếu như ở cái vùng 17 này mà nó thủng thì thôi toang luôn tức là nếu mà thủng cái đấy thôi thị trường chứng khoán gần như là 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 là, hết sóng đấy tức là một số chúng ta chỉ cần quan sát thôi hoặc là chúng ta chỉ 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 có chỉ phân tích một số các dòng thôi mà chúng ta nhìn thấy là tất cả các dòng mà nó bị hỗ trợ cuối cùng mà nó bị phá là thôi xong tức là nó không còn cái trụ đỡ không còn cái lực đỡ nữa Ờ uh, MG36 thì nhìn chung thì nó cũng chưa uh, chưa xấu hẳn, uh, chưa xấu hẳn bởi vì sao nó vẫn còn giữ được đây vùng 19.5 vẫn vùng 20. Tuần tới thì có thể có vùng 18.5, uh, thị trường đang xấu mà nên là cũng không thể uh, không 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 kỳ vọng một cái 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 lực đánh nó quá là mạnh mẽ hơn. Và chủ đạo thì vẫn là các cái nhịp uh, tích lũy, tích lũy đợt lại thôi. C2 nhìn về mặt đặc điểm ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta có vùng 29, 30 là vùng hỗ trợ và vùng kháng cự ngắn vùng 35 tạm thời thì đã ngắm ở trong cái vùng đó. À, nhìn những cái điểm đánh này thì tuần tới chắc chắn là C2 sẽ quay lại vùng 29. Còn có giữ được vùng 29 hay không thì đánh thêm. <laughs> MLDG như vậy chạm vùng 22 chỉnh cung, hai điểm chỉnh cung kỹ thuật. Bây giờ ngắn hạn thì chúng ta sẽ nói đến ở biên biên 18 đến biên 19 tuần tới. Tuần tới thì xu hướng sẽ là biên này thôi chắc chắn rồi chỉnh cung về vùng này xong nó sẽ đánh giá tiếp à, cổ phiếu IDG IDG trong phiên ngày hôm nay bị đóng xuống khá là sâu thì đối với IDG trong thời gian vừa qua nó cũng đã chúng ta cũng đã phân tích được một số các cái nhịp sóng hồi từ vùng 27 đến vùng 28 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự nhất nó mắc lên được mắc ở trong nhịp cũ đây là vùng 35 nhịp thứ hai thì nó lên được khoảng vùng 33 <laughs> và nhịp này thì nó đang chỉnh cung quay trở lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 27 đến khoảng vùng 28 ở trên góc độ kỹ thuật thì đi trong tuần tới thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá thêm phiên ngày hôm nay thì nó có có xanh có hồi xanh tuy nhiên là nó về mặt kỹ thuật là nó vẫn bị đạp tương đối là mạnh so với cái vùng tham chiếu của ngày hôm qua do đó thì tuần tới uh, tuần tới đi có thể có thể sẽ bị nhúng xuống khoảng quanh vùng 25 đây là vùng hỗ trợ ngắn của đi Hơi U4 Hơi U4 thì cũng chưa xấu Chưa thực sự là xấu lắm Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn đang còn cái nền ở đây Nền 18.5 đến nền 19 tuần tới Thì nó sẽ tích lũy ở quanh vùng này Và chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá Cô Tích Công Cô Tích Công trong tuần vừa qua Trong tuần trước nó đánh tương đối tốt Và thậm chí là trong tuần ở uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai <laughs> nó đánh tốt như này nhưng mà kết phiên thì nó lại bị tụt tức là break được qua vùng 100 thì rất là đẹp luôn là cán lên được cái vùng kháng cự đây tuy nhiên là uh, các phiên liền sau đó thì nó đã bị rũ rất là mạnh ngắn hạn à, thì nó lại xây lại đây thôi ở 85 đến vùng 87 nó sẽ xây thêm một vài phiên mà và sẽ đánh giá thêm trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này uh, tích lũy được thành công ở cái Nền 85, 87 này thì chúng ta nếu mà chúng ta đang có vị thế thì chúng ta lại uh, Sử dụng phương pháp uh, chém ca trên thớt thôi đó Chém ca trên thớt để chúng ta mua ở đây và lên đến hồi lên đến vùng khoảng 93, 94, 95 ở trên này thì chúng ta lại uh, Đảo hàng đi Một số uh, các cái mã cổ phiếu của nhóm này trong đà SDA thì đối với SDA trong tuần trong các tuần giao dịch trước đây thì chúng ta đưa được target mắc lên khoảng vùng 44 chỉnh cung thì trong tuần nó đã chỉnh về vùng 34.5 và đây các anh chị vùng 31.5 ở đây thì trong phiên ngày hôm nay nó có chạm vùng 31.5 và nó đang có một cái lực bật hồi trở lại thì đối với SDA chúng ta cũng có thể kỳ vọng thêm cái xu hướng kỹ thuật là nó sẽ nó sẽ nằm lại được ở trên vùng 31.5 để có thể hồi phục quay trở lại cái vùng đỉnh cũ của nó đây là quanh 44 đến khoảng vùng 45 ờ, cổ phiếu SD9 trong phiên ngày hôm nay thì chính thức là SD9 sau khoảng tầm 3 tuần 4 tuần 4 tuần 3 tuần 3 4 tuần nó xây cái nền ở đây nó là nền 13 đến 13 2 cái nền kết tuần như thế này là tương đối xấu tương đối xấu ấy. thủng nền hỗ trợ 13 thủng nền hỗ trợ 13 và đang có xu hướng quay trở lại ở khoảng vùng 12 đến vùng khoảng vùng 12.5 SS6 trong tuần SS6 đã bị đánh mất vùng 8.79 vậy nên là cái xu hướng khi mà vùng hỗ trợ cao bị mất thì nó sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là vùng quanh vùng 7.7 đến khoảng vùng 8 là hỗ trợ của SS6. SDT trong tuần này thì nó đóng đúng cái hỗ trợ kỹ thuật vùng 8.4 mặc dù trong phiên nó đã có những cái thời điểm nó đã mất ở vùng 8.4. Thì đối với uh, Đối với SDT uh, Tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm ở quanh vùng 8.4 trong trường hợp mà nó vẫn ở trên 8.4 cộng thì vẫn là tạm ok nhưng mà Bị thủng vùng 8.4 thì uh, <laughs> Xu hướng nó sẽ uh, Quay lại vùng 7.8 đến vùng 8 uh, SCL Như vậy là Nó đang chỉnh cung từ vùng 23 biên chỉnh cung dự kiến ở vùng 19 đến vùng 20 thì uh, trong phiên ngày hôm nay thì nó đóng đúng cái biên dưới của biên chỉnh cung ở vùng 19 tuy nhiên với thị trường hiện tại khá là xấu nên khả năng cái biên 19 này cũng chưa chắc đã giữ được ở trong tuần giao dịch mới mà chúng ta cần phải tính đi hỗ trợ nó sâu hơn ở quanh vùng 18 à, nhìn chung thì nhóm ngành xây lắp bất hạ, à, hạ tầng bất động sản cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến À, chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành banh thì à, thời điểm hiện tại là một số các cái banh cũng nó bị à, tác động tương đối lớn với các mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản thì đương nhiên rồi cái lượng tiền từ ngân hàng mà cho các cái nhà nhà gọi là các cái cái cái, cái công ty về bất động sản à, vay nó rất là lớn các anh chị thì họ mới làm được những cái dự án ngàn tỷ chứ không lấy đâu ra ví dụ như vậy đó thì chính vì vậy nên là giai đoạn này nó cũng khá là lùng xùm và trong cái thời điểm lùng xùm như này thì khó lắm. Khó để mà có một cái động lực nào mà kéo cổ phiếu đi vun vút, vút như cái giai đoạn này là rất là khó. À, thì đối với Vietcombank như vậy là chúng ta có hai cái nón ở đây và bắt đầu nó lại hình thành thêm cái nón thứ ba đây rồi. Và với khả năng cái nón thứ ba này thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ tuần tới nó sẽ quay lại kiểm tra lại biên 81 đến biên 82. Uh, cổ phiếu BIDV BIDV uh, một cái nón ở đây xong cái nón thứ hai thì cái nón thứ hai cũng bắt đầu quay lại uh, kiểm tra ở vùng 41 lực này thì cái 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 xu hướng này thì chưa thể đi được đâu anh chị <laughs> nó kiểm tra nền thậm chí là sâu hơn ở vùng 40 đến khoảng vùng 40.5 <laughs> uh, MCTG cũng cái nón thứ nhất ở đây rồi nó cũng đang hình thành cái nón thứ hai và như vậy là vùng 31.5 đến vùng 32 tuần tới Techcombank như vậy là nón thứ nhất đây rồi cái nón thứ hai ở đây và Techcombank cũng quay lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 48.5 vùng 49 à, sâu hơn thì có thể phải tính đoán cả vùng 48 à, Đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của Tech Cổ phiếu HDBank Trong tuần trước thì HDBank đã hồi khá là tốt và chúng ta kỳ vọng ở target khoảng vùng 30 Ở à, phiên giao dịch ngày thứ hai thì lên được 29.9 và sau đó thì bị đạp trở lại Và với lực đạp này thì HDBank trong tuần tới lại quanh vùng 28 và sâu hơn thì chúng ta phải tính toán ở vùng 27 đến 27.4 tức là nó đạt về nền. Ờ, cổ phiếu ACB nhìn chung thì cũng đang tích cực hơn so với các mã cổ phiếu của nhóm banh đấy hỗ trợ kỹ thuật 32.5 đến 32.8 và ngắn hạn thì có thể uh, kỳ vọng ông đánh lên khoảng vùng 34 5 Nói chung là lên khoảng vùng 34 5 đến khoảng vùng 35 khả quan đến vùng này thì lại bị chốt thôi còn không không bền giai đoạn hiện tại là cổ phiếu đi không bền bởi vì là nó không có những cái thông tin tích cực rất đánh rất là khó chịu à, đối với STB sau khi đánh lên được vùng 34 thì chúng ta có dò lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 31.5 vùng 32 và ở cái vùng hỗ trợ cái tuần này phiên kết tuần như thế này đối với STB là xấu là xấu anh chị mất hỗ trợ là xấu rồi mất 31.5 là xấu rồi và à, với xu hướng này thì chúng ta sẽ có đánh nhà thêm ở quanh vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 ở trong tuần giao dịch mới. Uh, Liên Việt Postbank có lực hồi trong tuần và nó đã hồi lên được khoảng vùng 21. Gặp cái kháng cự này lại bị đổ. Uh, trên thực tế thì trong phiên hai giao dịch của ngày hai phiên ngày thứ thứ tư à ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì uh, gọi là thánh cứu, Nghe anh chị không không có mã cổ phiếu nào có thể có thể lộn ngừa giảm ít lắm. Thị trường quá xấu, quá xấu các anh chị. Sau. Và và với xu hướng này thì liên viên Rupbank khả năng 19.5 đến vùng 19.8 sẽ quay trở lại test lại cung ở trong tuần giao dịch mới. Bây giờ thì chúng sẽ đi phân tích thêm một số các cái mã ngành của một số các cái nhóm ngành khác anh chị nhé Chúng ta sẽ phân tích nhóm ngành thủy sản gồm có mã cổ phiếu CMX. <laughs> thì đối với CMX như vậy là nó cũng đã hoàn thành được cái target 24.5 và ba phiên kết tuần như này là cực kỳ xấu ba cây nến đỏ đặc và chỉ có cắm đầu đi xuống như này không có một cái lực đỡ nào luôn các anh chị cứ nhìn thấy đây gần như nó không có một cái lực đỡ nào luôn cứ đến mở phiên ra là là chết mở phiên ra là chết thì với cái việc mà 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 cổ phiếu nó đi như này thì nó thể hiện một cái cái trạng thái bi quan của thị trường rất là lớn ít nhất đấy là nó cũng chết nhưng mà nó chết theo cái kiểu là um, nó đạp một cây rồi nó hồi một cây rồi nó lại đạp một cây nó hồi hai cây rồi nó đạp ba cây ví dụ như thế đằng này là cắm cắm luôn. Đó thì như vậy là nó thể một cái 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 trạng thái tức là nhà đầu tư họ họ rất là bi quan, họ, họ không cầm nắm cổ phiếu. À, tất nhiên đối với FMX thì không lỗ đúng không ạ? FMX uh, có giá vốn thấp và chính vậy nên là khi mà gặp thị trường xấu lên lên trên này thị trường xấu thì uh, hoàn toàn họ sẽ uh, họ sẽ chốt lãi thôi. Đấy là những cái lực chốt lãi và họ chốt bất chấp. Thì uh, đối với mix như này thì tuần tới sẽ có vùng 21 những khả năng vùng 21 này khó giữ Vùng 21 này khó giữ mà nó phải đi xem thêm xuống cái vùng lình trình ở đây này. Đó, quanh vùng khoảng 19 đến khoảng 19 năm năm thì khả năng là vùng này thì mới 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 đậu lại được. À, cổ phiếu VHC, VHC như vậy là cũng đã đạt được 95 trên 95, như vậy là một cái target cũng gần như là cao rồi và chúng ta đang hướng về target 105. Thì để đi được cái target 105 này à, tuần vừa qua chúng ta có nói đến vùng 92 đến vùng 93 đấy là cái vùng hoạt động thực chất là quan trọng mặc dù là ở à, trong phiên ngày hôm nay thì VHC có xanh và cái lực xanh này thì nó cũng chưa chưa thực sự là đủ lớn à, nhưng ít nhất là nó cũng có phản ánh một cái tín hiệu tích cực của VHC tại đây ở à, chính vậy tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng được à, cổ phiếu VHC sẽ có ổn định ở quanh vùng 85 đến vùng 87.5 đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nhìn chung mà VHC giữ được vùng này thì khả quan cái target ở vùng 105 này là vẫn còn các anh chị vùng này vẫn còn và chúng ta sẽ à, quan sát cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá thêm ừ. ở cổ phiếu ANV ANV thì cũng đã đạt được một target cũng gần như là tuyệt đối các anh chị 44 đến 44.5 như vậy là rất là ok rồi ở vùng dự chỉnh cung ở vùng 42 thì có 3 phiên đầu tuần là giữ được 42 nhưng đến phiên ngày thứ năm là thôi thẳng luôn không trụ được nữa ở và khi vùng 42 bị thủng thì nó sẽ đi về đâu về vùng 439.5 đến vùng 40 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo nếu như trong trường hợp vùng này bị thủng thì nó sẽ đi về đâu chắc chắn nó thủng thì nó đi tiếp thôi không ai chặn được cả không ai giữ được cả cổ phiếu mà nó lao ở trên thị trường không có ai giữ được cả không ai giữ được thì nó sẽ về vùng 37 37 mà thủng thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 34 đó cổ phiếu khi đi xuống nó sẽ đi như vậy và khi đi lên thì nó cũng hoàn toàn tương tự tương tự phá cản thấp thì nó sẽ đi lên cản cao đó, phá hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về hỗ trợ thấp Và không ai cản được cái bước đi của nó hết á à, Rồi bây giờ thì uh, Chúng ta sẽ đi phân tích uh, Nhóm ngành cảng biển để chúng ta xem xem là uh, Nhóm ngành cảng biển Trong tuần vừa qua đang giao dịch như thế nào Thì đối với GMD uh, uh, Gần như nó cũng đã hoàn thành được cái vùng target mục tiêu đó là vùng 58 trên 58 ở đây Và chúng ta đang phân tích một cái nhịp trình giảm để có thể uh, nâng cái target lên vùng 64 À, nhưng với uh, điều kiện này với tín hiệu này với thị trường này thì coi như là không thể đó bởi vì sao vùng 56.5 trong phiên ngày hôm nay chính thức đã bị mất và khi vùng này bị mất rồi thì cái việc mà cổ phiếu đánh lên không còn ở đâu nó sẽ đi xuống và nó sẽ đi xuống hỗ trợ gần của nó ở đây là vùng 53 cổ phiếu vna thì như là chưa chưa có thực sự xấu lắm rồi đúng không ở VNA thì hiện tại chưa có xấu sau khi nó đạt target 48 sau đó nó lên được vùng 55 nó đang xây lại nền ở đây nó nền 48 đến nền 50 tương đối là ổn như vậy thì cái cơ hội mà để em này đục thoát lên vùng 55 lăm để mà đi lên vùng 65 ở đây thì vẫn còn cơ hội đấy vẫn còn Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét ở trong bối cảnh thị trường hiện tại thì có thể tuần tới nó sẽ chưa đánh được nhưng nếu như nó tích lũy được ở trên cái vùng này là đẹp đó Ờ, VOS VOS thì cũng đang kỳ vọng lên vùng 25 Thực ra là thị trường mà ổn định là đánh rất là đẹp ấy. Nhưng mà thị trường này thì khó quá <laughs> Thị trường chung quá khó luôn thì với với một cái lực mà nó nó đạp xuống như thế này thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng 19 năm đến vùng 20 chính là cái vùng hoạt động kỹ thuật ở đây giữ được cái vùng đấy là tốt nói chung là kỳ vọng giữ được chứ còn nếu mà phá cái vùng vùng đấy thì nó lại hỏng hết cái 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 trang kỹ thuật nó làm ở trước này bởi vì trong cái bản tin tuần trước tôi cũng có nói rồi Tức là cái vùng 19.5 đó chính là cái vùng mà có thể Kỳ vọng nó sẽ làm một cái trend mới kỹ thuật ở đây Chính vậy nên là để mà làm được cái trend mới này thì Thì cái cái việc mà giữ nhịp và giữ lại cái vùng 19.5 nó sẽ có ý nghĩa rất là quan trọng đối với cổ phiếu VOS à, Cổ phiếu VSC như vậy là vùng target 48 trên 48 là đạt rồi đúng không ạ Ăn được rồi Đó chỉ có cái target 552 này là chưa lên được thôi chứ còn target 48 là ăn được còn ít nhất là hai lần và trong tuần thì cũng chính thức phiên ngày thứ năm là chính thức là tiến bạn lên đường khi mà nó bị mất vùng 45 là thôi hỏng rồi xong đến phiên ngày thứ sáu thì nhấn phát nữa xuống 42 thì thôi hỏng luôn ngắn hạn thì có vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 đây sẽ là cái vùng chỉnh cung kỹ thuật mà cổ phiếu VSC sẽ chúng ta sẽ tính toán cái điểm hội tụ kỹ thuật ở trong tuần tới Tạm thời sẽ ngắm xuống ở những vùng này. Nhóm ngành cổ phiếu phân đạm chúng ta có phân tích hai mã cổ phiếu BFC. À, đối với BFC thì à, gần như cũng đã đạt được một cái target kỹ thuật à, rất là mắc ở đây là 48 trên 48 rất là tuyệt vời rồi. À, trong tuần thì dự test cung ở quanh vùng 44 nhưng mà vùng 44 này chính thức là phiên ngày thứ hai thất bại. Và khi vùng 44 thất bại rồi thì làm gì ạ? Chốt đi chứ còn làm gì nữa. Thậm chí là vùng 48, đây là vùng kháng cự chúng ta cũng đều hiểu như vậy và chúng ta cần phải chốt bớt đi rồi ở phiên ngày hôm nay đó, phiên ngày hôm nay thì nó chính thức là mất hỗ trợ kỹ thuật 40.5 khi 40.5 bị mất thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 36 nếu của vùng 36.5 đạm Cà Mau các anh chị đạm Cà Mau ở đây chúng ta cũng đã nói rồi vùng 46 47 là vùng kháng cự rất là mạnh có hàng ở chốt đi à, và cổ phiếu này khi mà nó bị mất vùng 45 mất 45 thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 40 đến vùng 40.5 <laughs> trong phiên kết tuần thì đạm cà mau chưa bị lệch lệch pha nhiều ở vùng 40.5 tuy nhiên thì với cái góc độ kỹ thuật hiện đại của thị trường thì cũng không không có quá nhiều các cái yếu tố mà để có thể kỳ vọng rằng là em này sẽ bật thoát lên được tiếp đâu và cái xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng chỉnh giảm đường mát nó cắm đầu này Đó, đường mát nó cắm đầu đi xuống như này thì thì khó lắm khó tăng cổ phiếu rất khó tăng LAS LAS sau khi mà mất vùng 20 thì nó sẽ đi về đâu Nó sẽ đi về vùng 18, 18.5 Như vậy thì tuần tới nó sẽ tích lũy ở quanh vùng này Trong trường hợp Trong trường hợp mà giữ được 18 cộng thì nó còn ok còn không giữ được 18 cộng thì nó sẽ đi tiếp về đâu Nó sẽ đi tiếp về vùng 16 Đó. À, Cổ phiếu CSV CSV Ờ, chúng ta nói khá nhiều đến mã cổ phiếu này đúng không anh chị và đây là một mã cổ phiếu hóa chất phiên kết tuần như thế này là toang rồi vùng 60 bị mất thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 52 đến khoảng vùng 53.5 ở CSV thì cũng có phân tích một cái nhịp sóng lên của CSV và chúng ta đưa được cái target mark của CSV lên được đến vùng 65 đó về được đến vùng 65 như vậy là target cao nhất đó lên được vùng 65 và kể từ vùng 65 rồi thì không còn những cái yếu tố kỹ thuật nữa các anh chị và chúng ta bắt đầu phân tích những cái sóng gọi là sóng lăn tan ở đây và chúng ta phải tỉnh táo bởi vì khi mà cổ phiếu đang có những điểm sóc này thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta nên có hàng chúng ta nên chốt chốt như nào thì tùy các cái vị thế của anh chị có người thì sẽ chốt hết có người thì chốt 30 phần trăm có người chốt 10 phần trăm đó ví dụ như VGT chẳng hạn đó nhóm này diệt may <laughs> À, thì chúng ta thấy rằng VGT chạm vùng 28 bên này nó bị chốt này chạm 28 ở đây này liền trình 28 là đi đứt, hết đấy ông nào mà đua 30 đây thì càng đứt càng sâu đó vậy thì đây này cây đến ngày thứ hai nó chạm 28 nó chốt đi đấy nó thọng xuống này thọng xuống thì bây giờ là vùng uh, lại vùng 24.3 lại vùng 24.24.2 24.2 24.3 đây này à, đấy thì khả năng là nó sẽ bị đạp về vùng này về vùng này thì đánh giá thêm cái vùng hỗ trợ này ok ổn thì chúng ta lại mua à, cổ phiếu tng như vậy tng cũng đã đạt được một cái mắc target ở đây đó là vùng 41 trên 41 à, phiên à, hai phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay thì à, nhìn về xu hướng là tng bị chốt <laughs> nói chung cả thị trường bị chốt chứ không phải mỗi tng đâu thì à, nó đã bị mất cái vùng bao hải chấm 5 ở đây chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta sẽ à, tức là một cây mất đó, nó chưa nói lên được đâu có khi là tuần tới nó lại à uh, lên tức là nó lại có một cây nến xanh hồi lên ở đây thì nó cục diện nó lại khác. Nhưng trong trường hợp nếu như mà nó xuất hiện một cây nến đỏ mà nó bị gãy thóng xuống ở quanh vùng 36 ở đây thì cục diện nó lại khác. Đó thì chúng ta phải căn cứ cái cục diện của cổ phiếu ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư tuần tới để chúng ta đánh giá thêm. Nhưng trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta sẽ có vùng chỉnh cung. Uh, đó là vùng 37.5 và điểm sâu hơn ngắn hạn đây là vùng 36. Đó. Trong trường hợp 36 mà bị thủng thì sao thì nó sẽ đi về đây này. 33.5. Đó. Rồi, một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel gồm có mã cổ phiếu VGI cổ phiếu VGI thì gần như cũng đã trong tuần chúng ta đã đạt được cái target của chúng ta kỳ vọng đây đó là vùng 38 trên 38 mươi anh chị có một cái nến ngồi lên suýt xoát đạt được đến vùng 40, tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây một cái đỉnh nón ở đây đúng không anh chị đó vậy thì vậy thì chúng ta nhìn như thế nào chúng ta sẽ nhìn thế này đó, vùng 29 mươi đi đấy vùng hỗ trợ kỹ thuật đó những cái vùng dưới này thì chúng ta có thể canh tốt tác canh gom rồi các anh chị đây là cái nón này đó cái đỉnh nón đúng không ạ cái đỉnh nón cái đỉnh nón cái đỉnh nón thì làm sao thì làm sao thì chúng ta đừng có mua nữa đúng không ạ đó thì chúng ta đừng có mua nữa đây cũng là một cái đỉnh như vậy và dưới này thì là những cái vùng mà dự kiến có thể à, túc tắc gom được nhịp này bắt ăn này nhịp này bắt cũng ăn này nhịp này bắt ăn nhịp này bắt cũng ăn đó nhưng mà bắt nhịp này chết bắt nhịp này chết ví dụ thế đó thì cái cách mà chúng ta nhìn cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi em uh, VTP VTP như vậy phiên ngày hôm nay bị chốt cũng khá là mạnh rồi VTP thì cũng đã đạt được những target kỳ vọng tương đối đẹp vùng 80 và tuần này thì cũng đang cố gắng nâng lên cái target 85 nhưng mà nó đi được khoảng vùng 84 uh, và đây là những cây nến suy yếu <laughs> tuần này nó bị mất vùng 80 là xấu còn nếu trong trường hợp tuần tới mất 7, 8 5 là cực kỳ xấu đó là phải chốt đấy Đấy lên đến vùng 84, 85 này là vùng này cũng chốt chốt đi một ít được này. Ở cổ phiếu CTR, CTR cũng đã đạt được ta target là vùng 115 trên vùng 115 như vậy là cũng hoàn thành rồi. Và đạt cái target này thì nó bị chốt thôi. Đây là một cái sự chốt rất bình thường. Và cái lực chốt đó nó sẽ đảm bảo được cái tính thanh khoản nếu như nó đạt được ở vùng trăm đến 107 ở đây thì hai phiên kết tuần mặc dù phiên ngày hôm qua thì có lúc đạp thủng nhưng mà nó vẫn đóng trên và phiên ngày hôm nay thì vẫn đóng trên vùng 105 107 như vậy là tạm ổn tức là cái việc chỉnh cung này nó là chỉnh cung thuần về kỹ thuật đó à, khi mà chạm vùng kháng cự thì nó sẽ có xu hướng trả lại cái vùng mà nó vừa break mà vùng vừa break đó chính là vùng target 107 đúng không anh chị đó thì khi mà nó ở dưới 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 thấp này này thì cũng phân tích uh, cái target 101.5 này rồi phân tích lên target 107 này, rồi phân tích lên target 115. Thế thì khi ta chạm 115 thì thông thường nó có thể trả lại cái target gần nhất đó là vùng trăm 107. bảy. À, rồi thời gian vẫn đang còn thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác. NAS. À, đối với NAS thì chúng ta nhìn như thế nào? À, chúng ta nhìn ở trong cái giai đoạn vừa qua nó không có phân tích một cái chạc tương đối là dài sau một cái điểm chỉnh dài thì nó ép đang hình thành ở đây là hình thành cái gì hình thành một cái xu hướng để có thể chuyển chuyển pha và cái xu hướng đó thì chúng ta phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất sâu ở vùng 20 năm đến vùng 21 và vùng kháng cự vùng 24 đó, trong tuần vừa qua nó bật rách vùng 24 ở đấy nhưng mà hai viên kết tuần thì xấu quá nên là đành phải phải lùi lại thôi thị trường chung mà thuận thì nó đã đánh rồi <laughs> À, về mặt xu hướng kỹ thuật trong tuần tới à, các tài khoản mà chúng ta đang cầm chúng ta canh gom thêm ở quanh vùng 22.5 mục tiêu thì vẫn đánh break vượt 24 và hướng về vùng 26 sau đó vướng về vùng 28 đấy là những cái target đầu tiên của nó ép à, LPT LPT thì vẫn đang trong một cái xu hướng tích lũy thôi và vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ở quanh vùng 12.2 thì kỳ vọng đây nó sẽ không bị phá vỡ À, còn ngắn hạn thì nó vẫn có một cái vùng kháng cự 14.5 ở đây Nếu mà như bật break được cái vùng 14.5 này Thì cái đó LPT sẽ đánh khá là tốt Và chúng ta sẽ chờ thêm à, Cổ phiếu TCO TCO hình như là xấu ừ, đúng rồi, TCO bị đạp tương đối mạnh à, Với lực đạp như thế này của TCO Thì xác suất là TCO sẽ quay trở lại về đấy rồi Tức là ở đây nó nó có một cái sóng gọi là hình thành một sóng sóng hồi này và như vậy là nó sẽ hình thành cái sóng xe ở đây và vô hình dung thì vùng 17 đến vùng 17.5 sẽ là vùng mà sẽ quan sát thêm đối với TCO ITD 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 ở đây đang hướng vùng mục giá vùng giá mục tiêu ở vùng 20 ở trong những phiên đầu tuần thì đánh tương đối đẹp phiên ngày thứ năm phiên ngày thứ sáu thì thị trường xấu quá chịu không 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 cưỡng lại được hai cây của của ITD cuối tuần là xấu và như vậy thì ITD nó lại phải quay trở lại đây thôi quay lại 16.5 đến vùng 17 ờ, uh, trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật này và sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng tích lũy cung cầu ở đây uh, nó phụ thuộc vào index ở trong tuần tới tí nữa cuối bản tin thì cũng sẽ đi phân tích uh, khá là chi tiết cái việc này uh, cổ phiếu pan nó oh, pan hôm nay lại hỏng rồi Pan thì uh, chuẩn bị được chia, uh, tuy nhiên là uh, ông Pan ông đánh ở trong cái thời điểm này nó cứ lên được uh, vùng 30 à, 30 lên được vùng 33 34 lại chỉnh. Phiên ngày hôm nay thì gần như là không cổ phiếu nào có thể cưỡng lại được, tức là cái tâm lý nhà đầu tư rất bi quan trong phiên ngày hôm nay, gần như là bán uh, bất chấp bán. Uh, ví dụ như Pan đã chạm đến vùng ở đây, đã chạm đến vùng 30 30.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật nhưng vẫn bất chấp bán, tức là mọi người sợ sợ hãi bắt đầu đến cái cái đoạn sợ hãi. À, ICT, ICT thì cũng đã đạt được uh, cái target dự kiến ở quanh vùng 22. Con này thì uh, đừng có đua xanh. Mà vùng hỗ trợ kỹ thuật thì thì cân, tức là có phân tích rồi, quanh vùng 19.7 đến vùng 20 có thể mua. Vùng kháng cự 22 thì có thể chốt, mắc hơn thì có thể lên được vùng 23 24. À, chúng ta đi phân tích à, cổ phiếu à, anh quyết coi họ flc chúng ta xem bây giờ như thế nào à, thì đối với cái câu chuyện mà họ flc bây giờ nó đang khá là lình trình à, lình trình giữa cái câu chuyện là khép án à, khép tội như thế nào à, tội à, gọi là thao túng chứng khoán nó khác nhưng mà tội làm sai dự án flc thì nó lại lại sang câu chuyện nó dài lắm thế thì cái câu chuyện là À, khi mà cái doanh nghiệp nó bị điều tra hoặc là khi doanh nghiệp mà dính đình trình ấy, thì nó sẽ rất cổ phiếu nó sẽ rất là khó tăng và có tăng có hay tăng nó tăng thì nó cũng chỉ gọi là những cái nhịp tăng trột giật, tức là những cái nhịp tăng t0 t1 thôi và đối với cổ phiếu của họ này thì cũng có báo với các anh chị em nếu mà chúng ta đang cầm hoặc là chúng ta kẹp lại thì chúng ta có thể canh các cái nhịp mà chúng ta uh, hồi lên trong t0 là chúng ta phải 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 bán đi phải bán đi, à, đi cái <laughs> Ở FLC kết tuần thủng 10 như thế này là xấu tức là cái vùng hỗ trợ cuối cùng của của nó ở đây là vùng 10 à, và khi vùng 10 bị mất đi thì cũng 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 chưa biết điểm nào sẽ là là đáy tiếp theo bởi vì quan điểm kỹ thuật là nó sẽ rất là khó bởi vì khi mà cái vùng vùng này gần như là cái vùng mà nó đã neo giữ trong một cái quãng thời gian rất là lâu và đến lúc này nó bị mất thì nó bị một cái hiệu ứng tâm lý rất lớn đó à à, uh, khi mà cái hiệu ứng tâm lý rất lớn nó thì cái, cái cái tâm lý là tháo chạy nó sẽ rất là mạnh mẽ chính vậy nên là khả năng là sẽ về lại quanh 8 ngắn hạn thì như vậy tuần tới thì sẽ là như vậy xong đó chúng đánh giá thêm pha uh, rốt trong ngày hôm nay cũng bị uh, bị đạp và nó cũng bị mất vùng 6.3 trong tuần trước thì nó có hồi đấy các anh chị đây là những cái hồi nhưng mà sau đó đây chỉ là những cái hồi T cộng hơn <laughs> vùng đã có phân tích khá là sâu về việc là họ FLC khả năng sẽ bị chốt vào phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư thì đến ngày thứ ba là đã bị chốt rồi không phải đến ngày thứ tư nữa đối với đối với rốt đối với rốt ở đây thì tuần mới chúng ta sẽ quan sát thêm các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 6.3 à xin lỗi cả nhà 5.3 Ờ, cổ phiếu AMD nhìn về AMD như thế này thì nó cũng đang có xu hướng quay trở lại kiểm tra lại vùng 5 đến biên 5.2 như vậy tuần mới tuần tới thì xu hướng là 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 gần như là nó quay trở lại test test lại cung. Ờ, trong tuần thì AMD cũng đã có một cái lực hồi tương đối là tốt và đến phiên ngày giao dịch của ngày thứ ba thì nó cũng đang bị chốt, bị chốt từ phiên giao dịch ngày thứ ba ờ, cổ phiếu 2 có lực hồi và nó cũng đang quay lại kiểm tra lại nền năm ờ, à, tuần tới thì sẽ đánh giá thêm ở quanh năm trong trường hợp thủng năm thì nó sẽ khá là xấu ờ, à, cổ phiếu KLF nhìn về KLF thì như vậy là cũng chưa gọi là gì à ở đây là vẫn đang giữ được hỗ trợ này ờ, à, vẫn đang giữ được hỗ trợ 4.7 đến vùng 5 như vậy tuần tới thì sẽ quan sát thêm ở vùng này trong trường hợp mà vùng 4.7 đến vùng 5 mà bị phá tức là vùng 4.7 mà bị phá thì khả 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 năng đó là nó sẽ hạ độ cao về khoảng quanh vùng 3.8 3.8 đến vùng 4 Nói chung là họ FLC thì trong nhịp này thì chấp nhận thôi nếu như mà bị uh, bị đạp xuống thì một là chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt lỗ thôi còn không mà ôm lại thì phải chờ thêm đó phải chờ khi nào mà khép án xong hoặc khi nào mà Uh, nó có những cái cụ thể trong cái kết luận điều tra uh, Khép xong đó uh, thì khi đó thì bắt đầu uh, cả dòng mới bắt đầu mới có một cái 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 nhịp nhịp đánh mới. Uh, cổ phiếu HQC, HQC như vậy là cũng khá là xấu trong tuần vừa qua. Uh, sau khi mà cổ phiếu này uh, trong cái nhịp mà hồi đúng không? Uh, trong tuần trước thường có đánh giá là chúng ta tuần tới chúng ta sẽ kiểm tra lại ở vùng 8.3 đến vùng 8.5. Uh, tuy nhiên vùng này thì đã bị thất thủ, đã bị thất bại rồi. Uh, và 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 khi mà bị thất bại vùng này rồi thì uh, đây vùng 7 đến vùng 7.2 khả năng là tuần tới sẽ hạ về đây. Và chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái vùng kháng cự rất là mạnh của HQC, vùng 11 10, 10.5 đến vùng 11 đây là cái vùng kháng cự mạnh. Đó, và ở cái vùng kháng cự mạnh thì chúng ta cũng không nên à, đua đúng không ạ? Uh, cổ phiếu VHG VHG cũng đã có một tuần giao dịch không thực sự là tích cực khi mà có phiên hồi và gần như các phiên gần sau đó thì trả gần hết. Ngắn hạn thì chúng ta có vùng 8.5, vùng 9 và sâu hơn thì sẽ có vùng 7.8 đến vùng 8. Đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn. Và cũng có thể kỳ vọng là VHG sau khi mà chỉnh cung á thì nó cũng không bị phá vỡ cái vùng này. Đó. Hy vọng như vậy và sẽ có một cái lực bật ở đây thì căn cứ Uh, tình hình thực tế ở đây để chúng ta xem xét là chúng ta có bắt lại VHC để chúng ta chém cá ở vùng này hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm OGC như vậy là cũng bị chốt rồi Các anh chị mà đang cầm OGC thì như vậy là chúng ta cũng nên tranh thủ của chúng ta chốt thôi Bởi vì nó cũng đã được đạt được một cái target rất là mạnh uh, Tuần tới thì khả năng sẽ có những điểm test lại quanh vùng 17 Và đến thuộc vùng 17 như thế này thì nó cũng sẽ là kết thúc cái sóng tăng của Gần như là kết thúc sóng tăng của 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 OGC dvc trong tuần vừa qua thì nó cũng đã tích lũy không thành công tức là những cái điểm trả cung của nó ở vùng 11.5 đã bị thất bại à, chính vì nó thất lại vùng 1.5 nên nó bị chỉnh giảm tiếp này các anh chị đó và nhìn về xu hướng này thì uh, tuần tới khả năng là sẽ đi về vùng 9 đến vùng 9.3 như vậy là sẽ tích lũy lại ở vùng này dlg <laughs> Uh, DLG trong nhịp đánh trước đây thì nó cũng đã chạm được lại vùng 8.3 Nhưng mà sau đó thì nó cũng đã chỉnh cung uh, Tuy nhiên cái lực chỉnh cung này của DLG thì nó cũng chưa thực sự là xấu Khi mà nó vẫn đang giữ lại được ở vùng 7 uh, Lực đánh của thị trường như thời điểm hiện tại thì cũng khá là khó Để cho các mã cổ phiếu có thể bật bật tăng trở lại Chưa nói đến là mã cổ phiếu ngành Penny Thì hiện tại là uh, nó cũng đang uh, chịu những cái tác động khá là lớn Chịu tác động khá là lớn thì đối với DLG trong tuần tới trong trường hợp nếu, nếu nó thùng 7 thì xu hướng nó sẽ đánh lại về vùng 6.4 Thậm chí sâu hơn có thể vùng 6 à, Tạm thời sẽ ngắm cái hỗ trợ ngắn hạn của DLG như vậy sau đó thì chúng ta sẽ tính tiếp Thêm một mã cổ phiếu của ngành gỗ nữa là hình như TTF cũng đã bị chốt TTF hình như cũng đã bị chốt đúng rồi TTF bị chốt <laughs> Thì uh, TTF gần như cũng đã đạt được cái target cũng gần suy soát 18 trên 18 các anh chị và À, sau đó thì nó chỉnh cung và đối với TTF quan điểm kỹ thuật là giữ được 16 cộng thì chúng ta cứ cầm mà bị vi phạm tín hiệu 16 tức là rơi khỏi 16 là phải chốt. ở à, trong phiên ngày hôm nay thì nó đã test tiếp tục nó quay lại nó test ở vùng 14.5 tức là vùng 14.5 này không bị thủng. ở à, tuy nhiên thì uh, nó chưa bật được đâu. nhìn chung thì TTF sẽ quay lại vùng 14 đến vùng 14.5 ở trong tuần giao dịch mới. À, và từ đó thì chúng ta sẽ có thêm uh, những cái sự đánh giá tiếp theo đối với mã cổ phiếu này. Ok về về các cái mã cổ phiếu thì về cơ bản thì cũng sẽ phân tích như vậy các anh chị nhé Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nói thêm về thị trường, nói thêm một số các cái phân tích một số các cái dự báo về mặt xu hướng. Đó. Thế thì chúng ta quay ngược lại bản tin tuần video số uh, bản tin tuần video số 120. mươi uh, Uh, bản tin tuần video số 120 thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích đánh giá khá là chi tiết trong đó ví dụ như là chúng ta sẽ uh, nói đến cái câu chuyện ở VN30 và phá sinh sẽ công lại vùng 1550 đến vùng 1560 điểm và index uh, sẽ công lại vùng 1530 điểm đấy là những cái vùng kháng cự rất là mạnh và chốt danh mục và hạn chế đua hạn chế mua đuổi ờ uh, trong cái tuần vừa qua Ờ, uh, một số các anh chị thì có nói rằng là 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 gì mà chốt sớm thế nó thì cái câu chuyện là không ai biết đâu là đỉnh đâu các anh chị và khi chúng ta biết đủ thì nó sẽ là đủ ở trên thị trường chứng khoán nó sẽ là như vậy và chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc nhất định à, chúng ta sẽ có một nguyên tắc nhất định và chúng ta cần phải tuân thủ cái nguyên nguyên tắc đó ok nếu như chúng tôi bán cổ phiếu xong cổ phiếu có thể tăng tiếp đồng ý các anh chị cứ để nó tăng đi đó và mình vui vẻ với cái việc là à tôi đã có lãi rồi tôi chốt lãi và cái tiền mà các anh chị mang về tài khoản của mình sau cái chốt lãi đấy là tiền của nhà mình còn cái tiền ở trong cổ phiếu ấy, nó là tiền của thiên hạ nó là tiền của thị trường đó, nó có thể nó có thể mất bất kể lúc nào nó có thể mất mất trong một giây thôi hoặc trong một vài phút đó khi thị trường biến động nó có thể mất hết đó thì cái câu chuyện là gì à, chúng ta cần 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 có một cái nguyên tắc kỷ luật là khi ví dụ khi thị trường gặp về vùng kháng cự thì chúng ta phải đảm bảo tỷ lệ tiền mặt trên tài khoản tốt nhất là 50 trên 50 đấy là cái con số mùng lê thường gọi là con số vàng ấy mà lại văn sâm chia rồi đó mà chúng ta mà đi trên đường ấy, mà vi phạm giao thông đúng không các anh chị cũng hiểu cái cái đó đúng không ạ thôi thì cứ 50 50 đó thì cái cái câu chuyện là khi mà chúng ta mà gặp về vùng kháng cự rồi thì chúng ta phải phải có những cái quản trị rủi ro và cái quản trị rủi ro đó thì không ai giống ai À, tùy từng cái tài khoản đó và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua nếu như những cái tài khoản nào mà bị full margin thì các anh chị có thể gọi là ngấm đòn luôn và thậm chí là chúng ta thua lỗ rất đau trong cái tuần vừa qua nếu như mà chúng ta không 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 hạ tỷ lệ bằng margin xuống nó nó còn ví dụ như chúng ta cầm ở một góc độ là tiền mặt trên cổ phiếu nó nạt ở 50 50 ok ờ, thị trường tăng tiếp thì tôi có cổ phiếu để tôi chốt đó, thì tiền giảm thì tôi vẫn đang sẵn một cái lượng tiền mặt và chúng tôi chờ những cái cơ hội để chúng ta bắt lại cổ phiếu rồi, thì uh, <laughs> uh, đối với trong tuần vừa qua thì hùng cũng đã trong cái bản tin tuần video số 210 đúng không? Thì hùng cũng đã nói khá là nhiều và các anh chị cũng đã uh, được nghe những cái phân tích ở bên cuối phần bản tin. Uh, thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ nhìn lại, chúng ta sẽ nhìn lại chỉ số VN Index ở đây của chúng ta. Thì như các anh chị em cũng biết đúng không? Hùng đã có phân tích một cái vùng kháng cự rất mạnh của chỉ số thị trường của VN 30, uh, của index đó là vùng 1520 đến vùng 1530 điểm ở đây và các anh chị thấy rằng trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số này công vùng kháng cự và sau đó thì như thế nào anh chị nhìn thấy ạ lụi dần lụi dần và đến phiên ngày giao dịch của ngày thứ tư đến à, ngày thứ năm và ngày thứ sáu phiên ngày hôm nay thì đứt hẳn luôn tức là không còn một cái sự kháng cự nào nữa trong phiên ngày hôm nay tức là một cây nến đỏ đặc rơi dài này tức là một cái lực bán rất là mạnh đó cho thấy rằng là nhà đầu tư hết kiên nhẫn rồi như vậy thì đây là vùng kháng cự rồi tại sao chúng ta lại phải mua đó, chúng ta chờ đi và và với một cái tín hiệu kỹ thuật như này thì sang tuần tới index khả năng sẽ uh, có uh, những cái điểm chỉnh kỹ thuật chỉnh, chỉnh cung ở quanh vùng 1465 đến vùng một khả năng thì index sẽ hội tụ ở quanh vùng này đó sẽ hội tụ ở quanh vùng này các anh chị nhé thì về đến vùng này chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá uh, xem là cái cái mức độ tích lũy ổn định và cái mức độ các nhóm ngành sẽ hồi phục như nào và trong trường hợp nếu có một cái lực đảo pha ở đây thì ngay lập tức là mua và mua như thế nào thì mua những cái mã cổ phiếu chúng ta đang cầm trong tài khoản bởi vì khi thị trường chung hồi á, thì phần đa các mã cổ phiếu sẽ hồi nó hồi t1 hồi hồi t0 hồi t1 hồi t2 vậy thì chúng ta mua được cổ phiếu ở trong t0 thì t1 hồi lên đó hoặc nếu cảm thấy lực đi nó không còn nữa bán luôn bán luôn trong t1 thì bán như thế nào chúng ta lấy cái cổ phiếu đang sẵn có trong tài khoản chúng ta ra bán đi đó bởi vì cổ phiếu chúng ta mua là ba phiên mới về thì chúng ta phải tranh thủ mua những cái mã cổ phiếu đang có trong tài khoản đó thì theo quan điểm kỹ thuật tuần tới của ông Lê thì ông sẽ dự báo cái khả năng hội tụ kỹ thuật của index ở quanh vùng 1465 đến khoảng vùng 1470 đấy là đối với chỉ số index anh chị nha à, đối với chỉ số phái sinh thì trong tuần vừa qua ông cũng đã có à, phân tích <laughs> một cái vùng kháng cự là vùng 1500 VN30 đây à, VN30 À, chúng ta có uh, phân tích ở một cái vùng 1545 đến khoảng vùng 1550 điểm. ở à, đấy là vùng kháng cự uh, của VN30 và xa hơn thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 15560 điểm đối với chỉ số VN30. Thì các anh chị nhìn thấy đây, đây là đồ thị của chỉ số VN30. Đó. À, có nói đến cái vùng kháng cự 14 1545 đến 1550 chính là cái biên này và cao hơn thì có thể tính toán ở vùng 1560 điểm ở đây. Thì các anh chị thấy rằng là hai cây nến của VN30 đánh nhô lên suy sát ở vùng 1560 đó và sau đó thì đèo tức là những cái cái điểm đánh này nó nó không đại diện cho xu hướng đầu tư của thị trường nó chỉ kéo trụ thôi các anh chị người ta ngày xưa thì mọi người hay có cái câu là xanh vỏ đỏ lòng là như vậy tức là về phần đa là các nhà đầu tư của chúng ta là ít người đầu tư mv đúc g lắm nó to như vậy hốt mà chúng ta chỉ đầu tư những cái mã cổ phiếu mic up ví dụ như là nó khoảng tầm độ 15 20 000 30 000 một cổ phiếu đấy là những cái cái mã cổ phiếu được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn thì cái câu chuyện là khi mà thị trường kéo trụ như vậy thì những cái mã mic up đấy là nó không có tăng đó và nó cứ lình trình và đến lúc trụ đạp một phát là thôi những cái mã đấy là thôi cũng ào ào đi theo trụ luôn câu chuyện nó là như vậy nên là xanh vỏ đỏ lòng là như vậy thế thì cái vùng kháng cự mạnh của thị trường đối với chỉ số VN30 chúng ta cũng đã nói rồi và trong tuần tới thì chúng ta sẽ tính toán một cái điểm hội tụ kỹ thuật của VN30 ở đâu thì theo những quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì ngày hôm nay là VN30 đã chính thức là test lại vùng 1525 điểm ở đây nhưng mà khả năng cái vùng này sẽ khó khó giữ và cái điểm hội tụ kỹ thuật của VN30 trong tuần tới khả quan sẽ nằm ở biên khoảng 1507 đến 1510 và chúng ta lại nhìn lại index ở đây. Đó là một 1460, một bảy như vậy là nó cũng đang lệch lệch pha nhau khoảng tầm 40 điểm, 30 40 điểm. Đấy. Thì đối với đối với VN30 nó sẽ nằm ở khoảng vùng này thì nó sẽ là hợp lý về mặt hội tụ kỹ thuật. Và trên cơ sở những cái điểm tích lũy nền của VN30 ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở trong tuần giao dịch mới. À rồi đối với chỉ số phái sinh <laughs> đối với chỉ số phái sinh thì cũng đã có đề cập ở đây đó là một vùng. 1535 đến vùng 1540 đấy cũng sẽ là những cái vùng mà kháng cự rất là mạnh uh, của phái sinh ở trong thời điểm hiện tại nó và trong tuần thì nó cũng đã có những cái, cái điểm gọi là nó nó bu lên thôi uh, trong 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 đây nó muốn lên được đến cái vùng uh, vùng bao nhiêu đấy 1550 tức là nó cũng gần bằng với cái điểm số của vn 30 1550 1560 và hai phiên kết tuần thì nó cũng đang chỉnh giảm lại và với cái đà chỉnh giảm là, bị chỉnh giảm lại như thế này thì uh, phái sinh nó cũng sẽ hội tụ tuần tới thì phái sinh nó sẽ có những cái điểm test lại kỹ thuật ở quanh vùng một năm một năm và sâu hơn thì nó hội tụ cùng với chỉ số vn30 ở vùng một năm bảy đến vùng một năm một năm một không đó sẽ là cái vùng hội tụ kỹ thuật của vn30 và phái sinh nó cũng sẽ khá là song trùng và chúng ta nhìn trên góc độ nến M5. Đó, trên M5. Vùng vừa phân tích cho anh chị đến ngày thì trên đến M5 nó cũng hoàn toàn hợp lý như vậy. Tức là khả quan của Index sẽ quay trở lại vùng 151465 đến khoảng vùng 1146 1468 ở đây. À, chỉ số phái sinh thì nó sẽ đồng pha lại ở cùng với chỉ số à, cùng với chỉ số VN30 ở quanh 151 1505 đến khoảng 1510 đó 1507 ở à, xin lỗi cả nhà 1507 1510 còn đương nhiên trong cái việc mà nó đi về đây thì chắc chắn là tuần tới nó sẽ kiểm tra cái vùng 1515 15, 15 ở đây này nhưng khả năng vùng này sẽ khó giữ hoặc là thậm chí là nó đầu tuần thì nó sẽ test lại ở quanh vùng 152 1519 ở đây này đó một năm khoảng đó khoảng quanh vùng 1518 1519 ở đây đã nó sau đó thì nó có thể cái cách đi không phải là nó 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 đi một phát là nó thẳng xuống luôn đâu Ví dụ nó test này ví dụ như vậy sau đó thì nó có bật này sau đó nó test lại thì nó mới thủng nó thì nó đi theo kiểu như thế này đó anh chị còn cái biểu đồ M5 của VN30 đó lực đạp cũng tương đối là mạnh trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tính toán một cái điểm hồi tụ kỹ thuật của VN30 tức là nó trả hết toàn bộ cái lượng cung ở bên này À, lượng cung lượng 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 đạp lên ở bên này thì sau khi mà nó lình trình ở trên vùng đỉnh này thì nó sẽ tả lại bên này như vậy là cái vùng hội tụ kỹ thuật ở quanh vùng một năm bảy một năm một không sẽ là cái vùng hội tụ kỹ thuật của trong phiên giao dịch ngày thứ ba và ngày thứ tư à, sau đó thì trên cơ sở mà thị trường tích lũy được ở những vùng này thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích và một số các cái phân tích thì cũng có truyền tải uh, uh, trên uh, các cái team uh, các cái đội nhóm cộng đồng thì cho anh chị tham khảo thêm uh, và để uh, để nhận được những cái phân tích chuyên sâu à, trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì ông lê cũng trân trọng kính mời các anh chị em à, sẽ về đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta à, nhận được những cái phân tích trực tuyến à, và những cái những cái, cái nhóm để chúng ta có thể hỏi đáp một một trong cái quá trình giao dịch và trong cái, cái quá trình giao dịch mà thị trường luôn luôn biến động cổ phiếu luôn luôn biến động và chúng ta có luôn được những cái câu trả lời À, trong phiên à, tại cái thời điểm mà cổ phiếu đang có một cái giá a nào đó thì chúng ta sẽ à, dễ dàng hơn à, dễ dàng hơn xử lý trong cái quá trình chúng ta đầu tư à, rồi à, bản tin tuần này đến đây là hết ông lê xin được à, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo